xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bi bắp bắp và phim ma bắp kể và quay trở lại với Junji Ito bao gồm tuyển tập những cái câu chuyện ngắn riêng biệt và trong tập ngày hôm nay bác sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện ngắn khác nhau nha và câu chuyện đầu tiên của chúng ta có liên quan tới một cô gái à, nói khá là nhiều và bạn này tên là Yuko bình thường bạn này nói chuyện như sáo vậy đó là người nổi tiếng nói nhiều mà và Yuko có một người bạn rất là thân tên là Hoa Hai bạn chơi cũng khá là thân và hay nói chuyện với nhau, nhưng bỗng đến một ngày nọ thì Yuko không nói chuyện. Không phải là giận gì hết nhưng mà tự nhiên không nói chuyện với ai luôn. Thế là Hoa mới thấy lạ, bình thường nó nói nhiều lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó không nói chuyện gì hết. Hoa mới hỏi là "Ở có sao hay không, quan tâm lo lắng?" thì Yuko mới trả lời là "Hơn tha hết." Nhưng mà bình thường, Yuko nói chuyện rất là bình thường luôn. Tự nhiên lúc đó Yuko phát âm ra những cái giọng nói giống như là bị đớt mà rất là nặng và rất là khó để hiểu được là Yuko đang nói cái gì. Khi mà hỏi thăm như vậy thì Hoa biết được rằng Yuko dạo gần đây gặp khó khăn khi mà nói chuyện. Nhưng mà Yuko nói là Yuko cảm thấy không có bị bệnh ở đâu hết. Rồi sau ngày hôm đó, mấy ngày sau, Yuko không có đi học. Hoa cũng lo nói ủa sao tự nhiên nó lại nghỉ học như vậy thế là Hoa mới chạy tới nhà du cô để mà thăm bạn. Thì khi mà Hoa chạy tới Hoa gõ cửa, không có thấy ai ra mở cửa hết. Bình thường thì du cô ở chung với ba mẹ. Khi mà Hoa đang đứng chờ thì Hoa nghe thấy tiếng động ở vườn sau. Hoa mới đi ra vườn sau bởi vì bình thường thì Hoa cũng hay tới nhà của du cô chơi lắm. Khi mà Hoa ra tới vườn sau thì có một cái cảnh tượng khá là kỳ lạ. Tất cả những cái bức tường và cây cối xung quanh đó là sơn nó bu đầy luôn thì sơn thì có hai loại một cái loại là không có ốc và một loại mình hay gọi là ốc sên ấy thì cái loại sên y chang như con ốc sên nhưng mà nó không có cái vỏ thôi người của nó rất là nhớt và nó bò tới đâu thì nó để lại một cái vệt nhớt á các bạn mà quý một cái bức tường mà các bạn tưởng mấy cái con sên nó mềm mềm nó nhớt nhớt nó bò nhìn một con là đã dị rồi mà đằng này nguyên một bức tường không phải là một bức tường nữa ở đằng sau có bao nhiêu bức tường là nó có bu đầy vậy đó y như là một cái đại dịch sên nó đang bu ở trong nhà của Yuko vậy. Ba mẹ của Yuko thì đang rất là mệt khi mà dẫm đạp cho nó chết. Tại vì mấy cái con này nó 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 phá mùa màng lắm. Khi mà trời mưa nè, không khí ẩm mốc và không có ánh nắng mặt trời thì sẽ rất là dễ xuất hiện ốc sên và những cái con sên. Thì đằng sau vườn nhà của Yuki lại là một cái nơi như vậy, ẩm mốc và ẩm thấp và ánh sáng khó mà lọt vào. Đó cũng là những gì mà ba mẹ Yuki nghĩ. Ở chắc là do ở đây nó ẩm ướt quá với lại ánh sáng mặt trời không chiếu tới, thành ra là mới có nhiều sên nhưng mà nó nhiều nó nhiều tới mức khủng khiếp luôn á các bạn hai ông bà cứ đạp đạp hết mấy cái con sơn ở trên sàn bị nó nhiều thấy ghê quá rồi hai ông bà mới kháo với nhau là thôi đi lấy muối đi lấy nước muối pha rồi đổ lên trên mấy con sơn này cho nó chết muối có tác dụng diệt những cái con sơn này bởi vì á da của cái con sơn nó, nó nó rất là mỏng và khi mà nước muối đổ vô thì nó sẽ hút nước của cái con sơn và đa số những cái tế bào cấu tạo nên con sơn nó đa phần là nước mà khi mà nó bị hút nước ra thì nó sẽ bị chích uh, chích khô á các bạn giống như là bị thiếu nước mà chết á thì khi mà nó chết thì nó sẽ để lại một cái dũng nhầy nhầy nhầy, nhầy. thì đó là cái cách Nhanh nhất mà người ta sẽ sử dụng để mà diệt sên. Thì thấy hai ông bà mới nói chuyện với nhau. Thì đang nói chuyện thấy Hoa tử trên bước xuống. Cũng niềm nở kêu ơ con tới chơi hả? Thì Hoa cũng có chào rồi sau đó thì hỏi là Yuki như thế nào? Thế là hai ông bà mới đưa Hoa đi vô thăm Yuki. Thì thấy Yuki một mình ở bên trong một cái căn phòng tối không có bật đèn luôn. Khi mà mở cửa bước vô thì thấy Yuki một mình ở trong phòng nhưng lại đeo khẩu trang nha. Có một mình mà vẫn đeo khẩu trang. À, Hoa mới chạy tới hỏi là Yuki làm sao vậy? Ba mẹ của Yuki cũng thắc mắc là tại sao lại đeo khẩu trang, à, mở ra cho ba mẹ coi con bị cái gì. Ban đầu thì Yuki không có chịu mở ra, mẹ của Yuki mới lo đi tới coi là con có cái gì trong miệng hả, để mở ra coi mẹ coi. Thì mới giật cái khẩu trang ra, khi mà giật cái khẩu trang thì Yuki bịt cái miệng lại như vậy. À, cứ cứ vậy đó các bạn không có chịu mở ra. Rồi mẹ của Yuki mới hỏi là con bị sao vậy, miệng con sao vậy. Thì khi nào Yuki mới từ từ bỏ cái tay xuống thì miệng thì vẫn bình thường gương mặt vẫn bình thường không có gì hết trơn nhưng mà lúc này từ trong miệng của yuki từ từ lòi ra hai cái râu cái râu của con ốc sên nó có hai cái cái râu mà bắp hay gọi là hai cái anten đó các bạn nó thò ra hai cái râu trước rồi từ từ bò ra nguyên một cái mình của ốc sên các bạn tưởng tượng cái đầu của yuki là cái vỏ của con ốc sên còn cái mình thì từ trong miệng của yuki thò ra bên ngoài và nó từ 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 trong cuốn họng của yuki thò ra cứ như thể là cái lưỡi của yuki đã bị biến thành cái thân của con ốc sên và nó càng ngày nó càng ngoe ngoảy nó càng bò ra bên ngoài thấy ghê lắm trời phải nói là cũng khiếp các bạn tự nhiên nhìn nó rất là dị và rất rất là ghê luôn á khi này ba mẹ của yuki mới tá hỏa hai ông bà mới nhìn không biết là con mình bị cái gì hết hai người mới nhanh trí suy nghĩ là trong miệng của nó có cái con sên ốc sên thì mình phải làm sao cho có ốc sên nó teo lại thì bóp nghĩ đó cũng là nguyên do vì sao mà dạo gần đây yuki không nói chuyện được bình thường bởi vì cái lưỡi của yuki đã bị biến thành nó càng ngày càng to ra ban đầu thì nó chỉ to rồi nó khiến cho yuki khó phát âm thôi nhưng mà mỗi ngày thì nó lại càng lớn dần hơn và cuối cùng thì nó biến thành thân của một con ốc sên luôn rồi khi đó ba mẹ của yuki mới bàn với nhau là bây giờ đi lấy muối thả muối đầy một cái bồn nước luôn các bạn rồi thả Yuki vô trong đó kêu là Yuki con con vô chung con chịu khó con nằm xuống dưới cái muối này nè con ngập cái đầu xuống luôn nhưng mà khi mà ngập cái đầu xuống con hả cái miệng ra nha hả cái miệng ra tại vì hai ông bà nghĩ là cái muối nó sẽ làm cho cái cái ốc sên cái cái sên ở trong miệng của Yuki nó teo lại thì sẽ hy vọng là sẽ khiến cho lưỡi của Yuki trở lại bình thường khi đó Yuki mới bước vào trong cái bồn nước muối và ngập cái đầu xuống luôn nhưng mà đợi một một khoảng thời gian cũng không thấy Yuki trồi lên thế là hai ông bà mới tá hỏa ủa sao nó ngập xuống dưới lâu vậy nó có chết ngạt không mới thọc cái tay xuống để mà kiếm Yuki lôi lên thì khi mà thọc cái tay xuống á thì không thấy cái mình đâu hết hồi nãy là nguyên cái tại vì Yuki cũng lớn mà là một học sinh học lớp 6, lớp 7 lớn rồi mà thọc cái tay xuống hồi nãy ủa hồi nãy cái khúc này là cái mình tay chân của nó mà sao bây giờ không thấy gì hết trơn vậy mà mau mau một hồi thì chụp được cái đầu chỉ có cái đầu thôi nha thế là ba của Yuki mới dơ lên thì thấy có mỗi cái đầu của Yuki thôi còn cái mình biến nó mất tiêu rồi các bạn khi này cái mình của Yuki bị mất và cái phần sơn ở trong miệng của Yuki cũng biến mất luôn là Yuki đang nằm nhắm mắt ừ, cái đầu đang nằm nhắm mắt vậy thôi rồi khi đó ba của Yuki mới cầm dơ lên mẹ Yuki nhìn hai hai ông bà tá hỏa mới la lên là mình ở đâu mình ở đâu thì mẹ Yuki mới nói là cái mình nó vẫn có nha mình của yuki vẫn còn nhưng mà nó bị tiêu lại nguyên một cái thân người tiêu lại chút xí thôi thì nó nằm dắt dẻo ở đâu ngay cái cần cổ vậy nè nó tiêu lại nhỏ tới cái mức độ đó thì mẹ yuki có thấy nói là trời ơi, mình ơi cái mình của nó bị tiêu lại nhỏ xí xí à tiêu 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 nhỏ quá không có thấy được cái mình luôn như vậy là muối làm cho cơ thể của yuki bị tiêu lại luôn hai ông bà mới để cái đầu của yuki xuống dưới sàn thì khi mà để cái đầu xuống dưới sàn á từ trong miệng của yuki lại có những cái râu sên thò ra bên ngoài và từ từ nguyên một con sên thò ra bên ngoài mang theo cái đầu của Yuki như thể là cái vỏ của con sên đó và từ 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 nó bò ra bên ngoài nó bò ra đằng sau nhà len lỏi lên những cái cây ở đằng sau nhà và bò xung quanh đó và người ta nói rằng Yuki sau này vẫn quanh quẩn ở đằng sau nhà ba mẹ của Yuki thì chắc chắn là rất là đau lòng và không có những tâm đến độ diệt cái con sên đó một lần nữa và Yuki á, người ta nói là hả Thỉnh thoảng có người đi ngang qua Thì người ta sẽ thấy một con ốc sên khổng lồ Thấy cái bóng của nó nhìn từ xa Cứ nghĩ là con ốc sên khổng lồ thôi Bị cái đầu nó to quá mà Nhưng mà khi mà người ta quay lại nhìn Thì mới phát hiện ra đó là đầu của một cô gái Còn cái mình á, là cái mình của con sên Đôi lúc nó sẽ mở mắt ra Và nhìn họ với một đôi mắt buồn bã Và đó là hết câu chuyện Cô gái ốc sên đó các bạn như vậy là Yuki không có hại ai hết trơn á chỉ là sau Yuki bị biến thành có ốc sên và phải nói là à, Junji Ito là tên của tác giả đã à, viết ra rất là nhiều bộ truyện hay ông Junji Ito năm nay đã 59 tuổi rồi và ông viết ra rất là nhiều bộ truyện tranh kinh dị và tất cả những cái sáng tạo của ông phải nói là một trong những cái số đó là đánh vào trong nỗi sợ của con người à, có chứng bệnh à, sợ mụn nè sợ lỗ nè và sợ ốc sên nè sợ những con vật con sâu con bọ đó các bạn khi mà đọc truyện của ông Junji Ito thì thể nào cũng sẽ vấp phải một nỗi sợ này nào đó của mình ở trong đó. Và cô gái ốc sên này nằm trong tuyển tập truyện Tranh Trợ Tito cùng tên với ông. À và phải nói là bắp nói là cái này nó làm cho bắp sợ là bởi vì thứ nhất là bắp sợ, sợ mấy cái con mà nó không có chân mà nó mềm mềm, nó nhấc nhấc. Nó thấy ghê là cái con sên đó các bạn. Cứ mỗi lần mà mưa xuống á là thấy nó bò quanh mấy cái cây rồi bò lên trên những cái tán lá. Này nó bò tới đâu nó để lại một cái vệt nhớt tới đó nhìn nó thấy ghê lắm mà các bạn tưởng tượng là nguyên một cái bức tường Quyên đằng bước ra đằng sau nhà là chỗ nó nó, nó tủ ra đầy là thấy nó rất là dị và cái nữa là tự nhiên cái lưỡi của mình bị biến thành cái mình của con ốc sên nghĩ tới thôi là thấy dị mà thấy cũng tội cho yuki nhưng mà bắp nghĩ là sẽ có nguyên nhân nào đó À, mình suy đoán thì cái bạn này là suy diễn <laughs> thuyết âm mưu sử dụng thuyết âm mưu của bản thân mình để suy diễn là tại sao Yuko cô lại bị như vậy bởi vì khởi đầu của cái câu chuyện này á là lời nói của hoa và hoa giới thiệu là hoa có một người bạn tên là du cô và bạn này thường thường nói nhiều lắm cũng có thể là nói nhiều mà đôi lúc mà không có chuyện gì để nói thì mình nói xấu người này nói xấu người kia nói nhiều quá thì à, nghiệp tụ vành môi à, nghiệp đu vành lưỡi thì thành ra là cái lưỡi bị biến thành cái ốc sên cũng có thể là như vậy trong cái tập truyện này không biết có ai có cảm giác giống bóp hay không nhưng mà khi mà thấy lưỡi của Yuki á, biến thành ốc sên tử trong miệng quy một con sên cái mình con sên bò ra là tự nhiên có cảm giác là cái, cái lưỡi của mình bị đơ đơ luôn á các bạn kiểu cái gì cái gì ghê vậy đơ lưỡi luôn á cảm giác hơi hơi vậy và có một cái twist hay đó là khi mà ba mẹ yuki nghĩ là ồ thả nó vô cái bồn muối thì sẽ khiến cho cái lưỡi của nó bị teo lại à, muối nó sẽ hút cái nước ra và khiến cho cái ốc sên nó teo lại nhưng cuối cùng cái lưỡi nó không teo mà cái mình của yuki lại teo và cái hay á là khi mà mới bắp mới vừa nhìn thấy hình của yuki á thì bắp nghĩ là là cái đầu không thôi à nhưng mà sau á khi mà mình coi xong thì bắp mới biết là thực sự là Yuki có cái mình Nhưng mà cái mình nó đã tiêu nhỏ tới mức độ mà mình không thấy được cái mình Chỉ thấy cái đầu thôi Vẫn có mình nha các bạn Và đó là câu chuyện về một cô gái tên Yuko bị biến thành ốc sên Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu chuyện thứ nhì Có tựa đề là Bói Ngã Tư à, Sự dĩ có cái tên Bói Ngã Tư đó là Ở trong cái thị trấn nọ À, có một cái truyền thuyết đồ thị đó là vào những lúc sáng sớm hoặc là những lúc chiều tối mà khi mà sương mù bắt đầu đổ xuống dày đặc cả nguyên một cái thành phố cả nguyên một cái khu đó đó thì những cái cô gái sẽ đứng ở ngã tư để làm gì để gặp một chàng trai bí ẩn à, người ta gọi là mỹ nam ngã tư á bởi vì anh này rất là đẹp trai nhưng mà không ai thấy rõ được mặt của ảnh chỉ thấy mặt của ảnh qua một màn xương dày đặc thôi cũng có thể làm nổi bật lên gương mặt điển trai của ảnh. Món phải gặp để tỏ tình gì hết mà là gặp để xem bói. Bởi vì anh này rất bí ẩn nha và anh ta chỉ xuất hiện khi mà cái khu vực đó có sương mù mà thôi và ảnh thường hay đi ngang qua cái ngã tư đó. Khi những cô gái này thấy ảnh đi ngang qua thì họ thường là sẽ kêu ảnh dừng lại và sẽ hỏi ảnh kêu ảnh là tiên đoán tình duyên cho những cô gái này bởi vì ảnh có khả năng tiên đoán tình duyên à, họ sẽ hỏi có thể là tình duyên cũng có thể là những cái công việc khác nhưng mà đa phần sẽ hỏi ảnh về tình duyên ví dụ như là hỏi xem là tình yêu của tôi có đơm hoa kết trái hay không thì thường đó là cái câu mà những cái cô gái gặp ảnh xã hỏi bình thường thì những cô gái này rất là e thẹn hoặc cũng có thể là không dám nhìn thẳng mặt ảnh mà các cô sẽ mang theo một cái cuốn sách và sẽ che cái mặt lại như thế này hoặc là cầm cái túi sách của các cô và che cái mặt lại và sẽ à, xin lỗi anh anh có thể tiên đoán giúp tôi hay không kiểu nhìn me mé, mé thôi các bạn nhưng mà vẫn che cái cuốn sách lại và che cái mặt của cô gái đó lại và hỏi ảnh là mong anh tiên đoán cho tình yêu của tôi có được đơm hoa kết trái hay không thì anh này rất là đẹp trai Cao 1m8 nha các bạn Có thể là cao hơn Người ốm, mũi cao, da trắng, môi đỏ như son Mới nhìn bắp tưởng đâu là một cái chị nào đó, Bởi vì đẹp quá, đẹp đẹp hơn con gái luôn mà chỉ có điều là không thấy rõ được con mắt của ảnh Không thấy rõ được cái ánh mắt của ảnh là màu gì Dường như con mắt của ảnh chỉ là một màu trắng giả thôi Nhưng mà bởi vì màn xương dày đặc quá Thấy được vậy là nhiều rồi Và anh này thì cũng rất là dễ thương khi mà nghe hỏi như vậy Thì với một vẻ mặt lạnh lùng anh ta quay ra Cất một giọng nói trầm ấm Nhưng lại khiến cho chúng ta lạnh tới tận xương tủy Với câu trả lời của anh ta là Tình yêu của cô sẽ không bao giờ đơm hòa kịch trái được đâu Và sau đó là anh rời đi khi mà anh rời đi là giống như là anh tạt nguyên cái gáo nước lạnh vô mặt của cái con nhỏ vậy đó mà không hiểu sao ai cũng đi hỏi ảnh mà thấy hả không bao giờ ông trả lời là được nha đa phần là toàn nhận lại cái câu đó ổng tiên đoán được cái quỷ gì đó nó thiệt chắc mê chắc nghĩ anh đẹp trai cho nên anh đáng linh nhưng mà không có nghe ai nói là ờ tôi đi gặp à đi bói ở ngã tư rồi gặp uh, mỹ nam ngã tư rồi mỹ nam ngã tư tiên đoán là sẽ đâm hoa kết trái không bao giờ toàn là hả thấy là phán lại một câu là xanh rờn là không có đâm hoa kết trái vậy mà cứ đâm đầu đi hỏi biết bao nhiêu là nữ sinh đi hỏi mà hỏi như vậy không thì không có nói gì nhưng mà điều lẽ lạ là thỉnh thoảng lại có những cô gái tự tử ở ngay chính cái ngã tư đó luôn. Có thể là bởi vì cô gái đó quá hụt hẫn với cái câu trả lời quá nhẫn tâm và lạnh lùng, thành ra là cổ đã cắt cổ và chết ngay ngã tư. Thỉnh thoảng có người chết ở đó hoài à các bạn. Vậy mà nữ sinh vẫn cứ đợi cho khi sương mù buông xuống là họ liền đi tới cái ngã tư đó, đợi để mà gặp được mỹ nam đường phố lại tiếp tục hỏi, không hiểu để làm gì luôn. Thì trong cái trường học ở trong cái thị trấn đó có một bạn vừa mới chuyển tới học, bạn đó tên là Huy, mà không phải là lần đầu bạn đó tới đây. À, ngày xưa thì bạn đã từng ở trong cái thị trấn đó rồi, nhưng mà sau thì gia đình chuyển đi, chuyển đi một thời gian rồi gia đình lại chuyển lại thị trấn đó ở và bây giờ thì Huy quay trở lại. thì Bác nghĩ là hình như là có thể là học lớp 8, lớp 9 chứ Bác cũng không không chắc là bạn này học lớp mấy bởi vì không có nghe đề cập đến à, khi mà đi vào trường thầy giáo cũng giới thiệu là ở đây là bạn huy à bạn mới vừa tới lớp chúng mình học rồi mong mọi người hòa đồng với bạn tới giờ ra chơi thì có một bạn nữ tới bắt chuyện và nói chuyện với huy và bạn nữ đó tên là my à, bạn nữ đó nói là huy nhớ tớ không hồi xưa mình học chung mẫu giáo với nhau đó nhớ không trong đầu my chỉ nghĩ là ồ mình nhắc như vậy thôi mà chắc gì huy đã nhớ nhưng mà không các bạn vừa nghe tới đó thì huy rất là mừng à, huy đứng lên và huy nói là à mi đúng không My học chung mẫu giáo với mình My cũng ngỡ ngàng luôn My nói chứ ồ đúng rồi á sao sao cậu nhớ hai vậy thì hai người từ đó nói chuyện với nhau và cũng là làm bạn với nhau thì tới giờ ra về á my mới giới thiệu huy cho một người bạn thân của mình bạn đó tên là thanh à, cũng nói là ngày xưa hai đứa học chung mẫu giáo rồi bây giờ thì được học chung lớp nè trong lúc đó thì Thanh nói Trời ơi, Huy nổi tiếng lắm nha Vừa mới vô trường thôi là Rất là nhiều cô gái thích cậu ta Bởi vì Huy nè đẹp trai nè Kiểu như là dạng con trai hiền Đẹp trai thư sinh ít nói lạnh lùng Các kiểu á các bạn Thì mấy cái cô gái là nhìn là mê đổ ở đứa đừ rồi Thì trong lúc nói chuyện Thanh nói là Trời ơi, nhiều cô gái hả Bởi vì cậu mà đi tới ngã tư á nha Để mà bói ngã tư đó à, Các cô đó muốn biết là tình yêu của cậu, của họ tình cảm của họ với cậu hỏi liệu có được đâm hoa kết trái hay không tại vì cái cái chỗ đó là mình thích ai mình ưa ai là mình tới đó mình bói giống như là coi bói tình duyên thôi các bạn thì khi đó huy lại biến đổi sắc mặt khi mà huy nghe tới ví dụ mà bói ở ngã tư và huy mặt lạnh tanh nè à, quay sang nói với thanh là tốt nhất là các cậu đừng bao giờ tới đó để mà bói ngã tư không tốt đâu khi mà nghe huy nói như vậy mi với thanh cũng thấy là lạ có cảm giác như là huy rất là có ác cảm với cái việc bói ngã tư và bài xích cái chuyện đó sau ngày hôm đó thì mọi người vẫn đi học bình thường sau đó thì huy cũng hòa nhập với mọi người rất là nhanh và vào một ngày nọ ngày hôm đó là trời rất là nhiều sương mù luôn vừa mới mở cái màn ra là huy thấy sương mù dày đặc sau đó thì huy kéo cái màn lại và huy mới nói chứ vào những cái ngày như thế này thì chắc chắn là có rất là nhiều cô gái sẽ đi đến ngã tư và để mà bói ngã tư cho mà xem thì y như rằng trong ngày hôm đó huy đi học thì vừa mới lên trường là nghe có tin động trời liền có một cô gái đã tự tử chết ở ngay ngã tư. À cô đó đã dùng cái dao mà rọc giấy á cắt cổ chết ngay ngã tư mà nghe nói đâu là lúc đó sương mù dày lắm cho nên không có thấy được là do cổ tự tử hay là ai làm hại cổ nhưng mà khi mà tới hiện trường á thấy trên tay cổ cầm cái dao rọc giấy thì rất có thể là cổ tự tử thôi chứ không ai giết cổ hết và chết ở ngay cái ngã tư. Mà họ nghe đồn đâu á là do cô gái này đi gặp à, Mỹ Nam ngã tư và hỏi chuyện sau đó thì giận quá hay là sau đó thì buồn quá tự tử chết thì không biết ở trong trường mới đồn nhau như vậy huy ngồi một góc huy nghe hết nhưng mà huy lạ lắm khi mà nghe tới bói ngã tư miễn nam ngã tư những cái cụm từ đó thì huy cảm thấy hả? cảm thấy cảm giác của huy rất là lạ là bực bội cũng có buồn cũng có ân hận cũng có nhiều cảm xúc trộn lẫn và đó là những cái cảm xúc rất là tiêu cực rồi sau đó họ mới bàn tán với nhau họ mới nói chứ ôi mà nghe đâu là bảy tám năm trước á cũng có người tự tử chết giống vậy ở ngay ngã tư bảy tám năm trước là có cái, cái 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 cô đó cô cũng chết vậy đó nghe thấy ghê lắm thì khi mà nghe tới đó là huy đứng dậy huy đi ra ngoài liền huy chạy ra ngoài sân trường huy ngồi để mà hóng gió để mà hít thở không khí trong lành để bình tĩnh lại bởi vì lúc đó huy nhớ lại một cái chuyện đã xảy ra vào bảy tám năm trước à, lúc đó huy còn là một cái đứa bé nhỏ thôi các bạn một đứa bé vô tri chưa hiểu chưa hiểu sự đời thôi ngày hôm đó là một ngày sương mù dày đặc À, Huy tung tăng chạy trên đường Thì khi mà chị ngang qua cái ngã tư á, Đột nhiên có một cái cô đó Cô kêu Huy lại Cô bận một cái đầm màu trắng Nhưng mà là người nha các bạn Không phải là ma là người thôi Mà cô rất là xinh đẹp nha Cô kêu Huy lại Cô kêu là Cậu bé ơi Cậu bé Cháu có thể dừng lại nghe cô nói chuyện được không Có thể nghe câu chuyện của cô Và cho cô lời khuyên được không Thì khi đó Huy mới dừng lại mà lúc đó Huy là một cái đứa bé nó còn chưa có suy nghĩ gì nhiều hết các bạn. Tự nhiên cái bà này kêu mình làm chi? Hiểm nhưng mà bà kêu thì bả người lớn mà bả kêu mình lịch sự mình đứng lại mình nghe thôi. Nhưng mà lúc đó là Huy vội vã có thể là chạy về nhà hay chạy đi đâu đó mà rất là vội. Khi này Huy không nói gì hết, chỉ nhìn bả thôi. Rồi bả mới nói với Huy là bả rất là xinh đẹp nha cô đó đẹp lắm. À, cô đó nói là cô có quen một người đàn ông. Cô rất là yêu anh ta, yêu lắm. Yêu cho đến chết đi được. Nhưng mà anh ta đã có vợ và con rồi Nhưng mà cô cũng có con với anh ấy mà Cô cũng đang mang thai con với anh ấy nè Cô rất muốn có con Cô rất muốn sinh đứa con này ra Nhưng mà Nhưng mà anh ấy muốn cô phá nó đi Nhóc à Nhóc cho cô hỏi nha Nhóc trả lời cô đi Liệu tình yêu của cô và anh ấy có đơm hòa kết trái hay không? thì lúc này huy nó nhỏ lắm nó không có hiểu gì hết nó nó nghe rồi nó thấy cũng sai ủa người ta có dở có con rồi bà rồi còn đòi yêu người ta nữa thì thằng này mới la lên là không đâu không đâu đồ ngốc à, tình yêu của cô sẽ không được đem hoa kết trái đâu không 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 rồi nó bỏ nó chạy về nhà và nó cũng thấy một phần nào là bà này cũng khá là dị á khi mà nó đi nó ngoảnh mặt lại nó vừa chạy nó nhường, vừa ngoảnh lại nó nhìn thì thấy cái cô đó rất là buồn và cổ cứ đứng ở ngay chỗ cái góc ngã tư đó khi mà huy tí hon chạy về nhà như vậy á À, mặc dù con nhỏ nhưng mà Huy cũng tò mò muốn biết là sau đó thì cô đó sẽ làm cái gì sau khi mà nhận được cái câu trả lời đó. Thế là ngày hôm sau, Huy mới quay trở lại cái ngã tư đó. Thì khi quay trở lại cái ngã tư đó, Huy thấy một cái cảnh tượng khủng khiếp. Máu chảy đầy nguyên cái ngã tư luôn. Cô đó nằm ở ngay ngã tư, trên tay cầm một cái con dao rọc giấy và cổ đã cắt cổ tự tử chết ở ngay ngã tư đó và kể từ đó huy rất là ân hận về những gì mà mình đã làm à, nếu như mà lúc đó mình trả lời khác đi thì liệu cô ấy có chết hay không cũng có thể đó là nguyên do vì sao mà huy và gia đình rời đi một khoảng thời gian và sau này thì huy mới quay trở về thị trấn để ở à, sau khi mà huy lớn hơn được một chút á Khoảng 7 8 năm rồi nhưng mà bây giờ hả cứ nghe tới bói đường phố là Huy là nghĩ tới cái chuyện ngày xưa à, nghĩ giống như là một cái cái tội lỗi mà mình đã gây ra vậy đó và Huy rất là ân hận về cái việc đó và nhân vật Mỹ Nam đường phố thì cũng không rõ là nó xuất hiện từ khi nào xuất hiện trước khi mà xảy ra cái tai nạn đó hay là sau khi xảy ra tai nạn đó chỉ biết đó là chắc chắn Mỹ Nam đường phố không phải là huy nhưng mà mỗi lần mà Huy nghe tới cái Mỹ Nam ngã tư á, là Huy có cảm giác rất là bài xích rất là ghét bởi vì chắc chắn là không có một cái điều gì tốt lành đến từ cái ngã tư đó cả Kể cả cái sự việc đã xảy ra vào 7-8 năm trước Trong khi mà Huy đang dằn vặt và đau khổ như vậy Thì My chạy tới à, My ăn ủi bởi vì hồi nãy lúc mà Huy đi ra My có để ý, My thấy là sắc mặt của Huy không có được tốt Thành ra My đi theo để mà hỏi chuyện My gặp Huy rồi My hỏi là Huy có sao không Rất là quan tâm lo lắng thì thấy rõ ràng rồi Tình trong như đã mặt ngoài còn e à, Huy cũng thích My mà My thì cũng rất là thích Huy Nhưng mà vẫn chưa có tỏ tình với nhau à, Lúc đó My mới ngồi xuống và nói chuyện với Huy à, Hình như là My cũng có biết là huy có kỷ niệm gì đó không có tốt với cái chuyện mà 7 tám năm trước à về bói ngã tư á rồi mi mới nói với huy là à, về cái chuyện mà bói ngã tư á có phải là sự việc vừa mới xảy ra gửi cho cậu những cái kỷ niệm không vui hay không á rồi huy nói là ờ không có đâu đừng có đừng có nghĩ nhiều mi mới tâm sự mi nói là thực ra là về tai nạn ở ngã tư bảy tám năm về trước á um, cũng là một cái kỷ niệm không vui đối với mi bởi vì cái người chết là gì của mi Nghe cái đó là giống như là xét đánh ngang tay các bạn Rất là crude bạn Nhưng mà bây giờ phát hiện ra là Cái người mà ngày xưa mình gián tiếp hại chết Lại là dì ruột của bạn đó lúc này phải nói là tâm trạng của Huy cực kỳ đau khổ và không biết là phải làm như thế nào. Thế là từ cái bữa nói chuyện đó là Huy luôn luôn tránh mặt My không muốn nói chuyện với My bởi vì trong tâm trí của Huy ấy, thì Huy luôn nghĩ là mình đã hại chết cái cô đó và đứa con trong bụng của cổ bởi vì cái lời nói của mình mình nói ra đã khiến cho cổ làm cái hành động như vậy và mình hại chết cổ mình hại chết con cổ mà bây giờ cô đó lại là dì ruột của My nữa. Nếu mà My biết chuyện thì My sẽ đau đớn tới mức độ nào và My sẽ hận mình tới mức độ nào và mình không có quyền để yêu mi mình làm như vậy là chỉ khiến cho mi đau khổ thôi bởi vậy cho nên huy luôn tìm cách trốn tránh mi và không có muốn gặp mi và mi cũng cảm thấy lạ mi cũng buồn khi thấy mi như vậy á thanh cũng rất là tốt bụng thanh là bạn thân của mi mà à, thanh mới đi theo hỏi là ủa sao giờ này không có thấy là mi đi chung với huy bình thường thấy hai người hay đi chung với nhau lắm mà thì mi cũng tâm sự luôn mi cũng nói là không hiểu vợ gần đây là có nguyên do tại sao mà huy cứ hay tránh mặt mình hay là cậu ta ghét mình rồi hay là mình làm cái gì mà cậu ta không thích mi cũng rất là buồn các bạn thế là thanh mới nói là thôi để mình đi hỏi cho cậu chứ để như vậy là không có tốt thì thanh cũng tốt bụng mà rất là thương bạn mình thì khi mà đi gặp huy á thanh cũng có nói là ờ, sao vậy sao mà cậu không thích my nữa hay sao à, ghét tại sao cậu lại ghét my hả sao mà cứ tránh mặt cậu ấy như vậy huy ôm đầu xuống rồi nói là không không mình không có ghét my chỉ là mình không có xứng để mà mà yêu cậu ấy không có xứng để mà thích cậu ấy thanh cũng có nói là cậu cũng biết là my rất là thích cậu mà À, cậu làm như vậy là cậu tổn thương tới My á, cậu biết không? trong khi Huy thì nghĩ là nếu mà mình cứ ở bên cạnh của My á thì mình sẽ làm tổn thương My hơn, cho nên là thôi cứ tránh xa. và Huy lại không nói cái chuyện đó cho ai hết. Thanh thì cứ hỏi, thế là Huy bực quá, Huy nói là thôi, à, đừng hỏi mình nữa, à, cậu đi đi, mình chỉ là không muốn làm cho My bị tổn thương mà thôi. trước khi đi á, thì Thanh có nói lại một câu với Huy, dù gì thì cậu cũng đã tổn thương cậu ấy rồi. sau đó thì Thanh rời đi, ngoài đường sương mù dày đặc luôn các bạn, thì rất có thể là chiều chiều sắp tối rồi đó thế là trong đầu của thanh mới nảy ra một ý định đó là tại sao mình không đi bói ngã tư mình có thể đi gặp mỹ nam ngã tư mình sẽ giúp cho mi mình sẽ hỏi chuyện giúp cho mi để biết xem là tình yêu của mi có được đơm hoa kết trái hay không ở khi này thì thấy thanh là một người bạn tốt cực kỳ luôn á nhưng mà rõ ràng đó là một cái truyền thuyết đô thị thôi đối với những cái người nữ sinh thì không có gì nguy hiểm hết, mình coi mình biết nó nguy hiểm thôi nhưng mà những người nữ sinh chỉ nghĩ đó là một cái việc đi coi bói bình thường được thì vui không được thì thôi chứ không phải là kiểu như là áp lực là bị cái gì đó ghê gớm lắm. Ờ, thành ra Thanh cũng mang cái tâm trạng đó để mà đi tới cái ngã tư và đứng chờ Mỹ Nam, ngã tư xuất hiện và cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người Mỹ Nam ngã tư cũng xuất hiện ở nơi mà Thanh đứng. À, khi mà Thanh đang đứng ở góc ngã tư á, chàng Mỹ Nam đó đi ngang qua và thanh ngập ngừng hỏi chàng trai đó à, cậu ơi làm ơn giúp cho tôi à, tôi có một câu hỏi tôi có một người bạn người bạn đó có một người bạn trai nhưng mà dạo gần đây thì người bạn trai tự nhiên lại lạnh nhạt với bạn của tôi lắm và bạn của tôi rất là đau lòng và người bạn trai đó cũng biết như vậy hãy giúp cho tôi là làm sao tôi có thể biến mọi thứ trở lại bình thường như trước liệu hai người đó có được bình thường như trước hay không thì khi đó khác với câu trả lời bình thường mà mỹ nam đường phố hay lạnh lùng trả lời á thì lần này anh ta nhếch mép cười một cái quay quay nhìn thanh và thốt ra một cái câu xanh rờn thay vì lo chuyện của người khác thì tại sao cô không lo chuyện tình yêu của mình đi và sau đó thì anh ta bước đi khi mà anh ta bước đi rồi á, xung quanh Thanh giống như là một làn sương mù màu đen lẫn vẫn xung quanh người của Thanh vậy. Và khi mà nghe xong cái câu đó là Thanh y như là được khai sáng vậy đó các bạn. Mọi thứ bừng sáng một cách kỳ lạ. Và khi đó, Thanh lại đột nhiên nhận ra tình cảm của mình rõ hơn bao giờ hết. Bởi vì vốn dĩ là Thanh thích Huy, thương thầm Huy rất là lâu rồi. Nhưng mà Thanh lại biết bản thân của mình và Huy là một cặp cho nên mình không thể nào trang chân vô được và yêu đơn phương giấu tình yêu đó vào trong lòng và không nói ra. Tuy nhiên, tự nhiên Mỹ Nam ngã Tư nói câu đó ra, là Thanh bừng sáng liền, Thanh điền nói là: "Thay vì lo cho người khác, tại sao mình không chạy theo tình yêu của mình? Cho dù là có thành công hay thất bại thì mình cũng sẽ làm hết sức." Sau đó, Thanh mới vội vã chạy đi gặp Mi. Khi mà Mi gặp Thanh thì Mi cũng có hỏi là à, "Cái chuyện mà cậu hỏi giùm mình như thế nào rồi á?" Thanh mới trả lời Mi là: "Cậu ấy nói là muốn chia tay với cậu, không muốn gặp cậu nữa." à nhưng mà mình đã giúp cậu đi gặp mỹ nam ngã tư và hỏi chuyện My mới hỏi thanh là ôi cậu làm điều đó vì mình sao vì tớ sao thanh mới nói là đúng rồi nhưng mà khi mà mình gặp mỹ nam ngã tư khi mỹ nam ngã tư xuất hiện với một vẻ ngoài rất là lạnh lùng anh ta rất là cao dày bựng một bộ đồ màu đen trông rất là điển trai lời nói thì lạnh lùng đẹp trai lắm các bạn ơi tự tả tới đây là không kìm không kìm lòng được và thanh nói là và anh ta đã khiến cho mình nhận ra rằng mình phải sống thật với tình cảm của mình mình rất là thích Huy mình nói với cậu mình rất là thích Huy và mình rất là mừng bởi vì hai cậu chia tay rồi bây giờ thì mình có thể chính thức theo đuổi Huy và thế là Thanh tháo chạy đi các bạn chạy đi tìm huy để mà tỏ tình nhưng mà chắc chắn là huy từ chối bởi vì huy rất là thích mi chỉ bởi vì một cái rào cản ở quá khứ thôi nhưng mà thanh lại không biết điều đó và thanh cứ liên tục tỏ tình với huy và cho dù huy có từ chối đi nữa thì thanh vẫn lại tỏ tình tiếp và mỗi ngày thanh đều tới gặp huy rồi chuẩn bị đồ ăn cho huy đưa tới cho huy nhưng mà huy lần nào cũng từ chối nhưng mà thanh vẫn không bỏ cuộc và thiếu điều giống như là thanh muốn quấy rối huy gì đó hễ tới giờ ra chơi giờ rảnh là ba đứng góc ba đứng mới nhìn huy dùng góc đứng nhìn Rồi đi về cũng vậy đó Các bạn cứ nhìn Huy Và cảm giác như là Thanh đang dần bị mất trí Và điên loạn với cái tình cảm của Thanh luôn Thanh cứ nói là Mình rất là yêu cậu, mình yêu cho đến chết đi được Mình yêu cậu lắm, mình yêu cậu lắm Và Huy thì lúc nào cũng từ chối Nhưng mà Thanh lại không bỏ cuộc Cho tới ngày hôm đó thì Thanh cũng làm đồ ăn tới đưa cho Huy Vẫn như mọi khi Huy từ chối Huy nói là tết đã có đồ ăn rồi và cảm xúc của thanh càng ngày càng tăng lên và thanh càng ngày càng dữ hơn á không có khống chế được cảm xúc của bản thân mình luôn thế là thanh mới giựt giựt cái đồ ở trên tay của huy và quăng qua một bên thanh nói là bây giờ lấy đồ của mình đi ăn đồ của mình đi dùng cái đó đi dùng cái đó đi huy mới tức quá xô thanh ngã xuống huy nói là hả mình không có thích cậu đâu mình chỉ thích mi thôi à, bởi vì có nguyên do cho nên mình mới không thích mình mới không có nói với mi được nhưng mà mình không thích cậu mãi mãi không thích cậu bây giờ không thích và mãi mãi sau này cũng không thích và sau khi nghe những cái lời đó thanh rất là buồn và bây giờ Thanh không có cảm giác là còn là một cái con người bình thường nữa các bạn Bởi vì Thanh rất là gầy, người gầy rọc cả đi Giống như là không ăn, không uống, chỉ nghĩ về tình yêu Chỉ nghĩ là làm sao để cho Huy yêu mình thôi đó Rồi hả, không ngủ luôn khiến cho mắt của Thanh thâm quần lại Sau khi bị Huy từ chối, Thanh vẫn không bỏ ý định Thanh vẫn cứ đứng từ xa, rình, nhìn Huy từ xa thôi Rồi khi mà Huy đi về, Thanh cứ lẻo đẻo đi theo sau thôi đó các bạn Thì bữa đó, à, Thanh đi theo Huy mà chờ thì đầy sương mù luôn họ đang đi trên đường á thì uh, đang đi một hồi á, thì huy cũng bực quá rồi H huy phải quay lại nói chuyện với lại thanh thôi nói cho rõ huy cũng xin lỗi bởi vì hôm nay cũng có khá là nặng lời với thanh á uhm, huy xin lỗi thanh rồi huy nói là hả nhưng mà huy chỉ thích có mi thôi bởi vì có những cái sự kiện xảy ra ở quá khứ cho nên mới chia cắt họ nhưng mà huy chỉ thích một mình mi thôi thì trong lúc mà nói chuyện á thanh rất là đau lòng và thanh quay lưng đi và trong lúc Huy nói chuyện với Thanh á thì Huy cũng quay một hướng khác để mà nói chuyện là hai người quay lưng vào nhau để mà nói chuyện á. Bởi vì Huy đang tính là kể cho Thanh nghe là tại sao Huy lại đối xử với Mi như vậy. Thì đang là tính kể á thì đằng sau lưng của Huy á, Thanh giơ một cái con dao rọc giấy lên, đưa lên cổ và cứ một đường, máu nó phụt, nó hòa tan vào những cái xương mù, nó khiến cho không khí ở đó động lên những cái giọt máu của Thanh luôn và máu nó tràn đầy lên láng ở ngoài đường cho tới khi thanh ngã xuống đất huy quay qua nhìn mới la lên nhưng mà quá trễ rồi thanh chết rồi thanh đã chết trước mặt của huy giống như là lần huy thấy cái người phụ nữ kia đã chết ở ngã tư vậy sau khi mà thanh chết mọi dĩ nhiên là cả trường rúng động lên vì cái tin tức đó và huy lại càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi hơn nữa khi mình đã gây ra cái chết cho một người khác nữa và huy rất là đau lòng về việc đó huy mới suy nghĩ là tại sao mỹ nam ngã tư lại làm như vậy sau khi huy biết chuyện uh, mi kể cho huy nghe là mỹ nam ngã tư đã gặp thanh và đã nói cái gì với thanh thì huy mới quyết định là nếu như mỹ nam ngã tư tạo nghiệp thì bây giờ mình đi giúp những cái cô gái đáng thương tội nghiệp kia bởi vì những cái cô nữ sinh vẫn không sáng mắt ra họ vẫn đi tới ngã tư vào những ngày có sương mù và vẫn hỏi Mỹ Nam ngã tư về đường tình duyên của họ và Huy rất là sợ sẽ có những cái người giống như Thanh và giống như những cái cô gái đã tự tử trước đây bởi vì lời nói của Mỹ Nam ngã tư mà trở nên điên loạn mất đi lý trí vì vậy cho nên Huy muốn giúp những người khác. kể từ hôm đó trở đi, thì mỗi khi mà sương mù xuống, á, thay vì ở nhà đắp mền ngủ, thì Huy đi ở ngoài đường, cứ đi luẩn quẩn ở xung quanh tất cả những cái ngã tư. Nếu mà Huy gặp phải một người con gái nào đó hỏi về đường tình duyên của họ, thì Huy sẽ trả lời ngược lại với những gì mà mỹ nam ngã tư muốn trả lời. Đó là Huy sẽ nói là tình cảm của cô sẽ được đơm hoa kết trái và cô sẽ được may mắn, cô sẽ được hạnh phúc trong tình duyên và đưa ra những lời tiên đoán tốt, những lời tiên đoán ngọt ngào, tốt đẹp huy cố gắng đưa ra càng nhiều những lời tiên đoán tốt đẹp về tương lai của họ càng tốt huy đều đặn làm việc đó mỗi ngày cho đến mức độ mà quên ăn quên ngủ và gần như là nghiện làm cái việc đó luôn bởi vì khi mà huy đưa ra một lời tiên đoán tốt cho một người thì có cảm giác như là cái mặc cảm tội lỗi của huy nó được nhẹ đi một xí à, giống như là huy đang chuột lại lỗi lầm cho những gì mà mình gây ra thành ra là huy quên ăn quên ngủ làm cái việc đó luôn đến nỗi mà người gầy má hóp vô luôn mà và cái việc đó đối với huy không chỉ đơn giản ấy là giúp cho những cô gái khác mà huy còn muốn công khai đối đầu với mỹ nam ngã tư à, huy muốn một ngày nào đó sẽ chạm mặt với hắn ta và bắt hắn ta luôn muốn bắt luôn dĩ nhiên là huy cũng có thử đứng ở ngã tư để mà chờ nhưng mà không thấy và huy đã chủ động đi tới giúp những cái cô gái đứng ở ngã tư và trả lời những cái câu hỏi của họ bởi vì huy cũng đủ đẹp trai đủ khả năng để làm mỹ nam ngã tư mà các bạn và mỗi khi mà sương mù dày đặc đến nỗi không thấy được mặt nhau huy lại lẩn quẩn đi ẩn những cái ngã tư trên đường đi, Huy thấy có một cô gái đang đứng thấp thoáng ở một cái góc của ngã tư. Huy mới rất là hứng hở chạy tới và hỏi là cô cần tiên đoán đúng không? Cô cần tiên đoán đường phố đúng không? À, như vậy thì hãy hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Thì khi mà Huy vừa mới nói xong, sương mù ở đó cũng tan bớt bớt rồi. Huy mới nhận ra là cô gái đang đứng ở góc ngã tư đó, trên người toàn là máu cổ đang cầm một cái cuốn sách và che mặt của cổ lại trên gương mặt của cổ là những vết cắt và cái cổ của cô gái đó là máu đang chảy xuống không ngừng người á quần áo là dính máu không tóc còn cột hai chùm nữa các bạn và cổ ta mới hỏi là anh có thể giúp tôi tiên đoán tình yêu của tôi có được đơm hoa kết trái hay không khi này là huy cũng biết là mình đang gặp cái gì rồi huy mới run 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 trả lời là có 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 được được sau đó thì huy định rời đi thì huy nhìn cái đó là ngã tư mà các bạn nhìn ở bốn góc của ngã tư góc nào cũng thấy có nữ sinh đứng đó mà mỗi một góc là một người khác nhau mà người nào cũng máu không thế là huy sợ quá chạy tính chạy qua một góc thì vừa mới quen mặt qua thì thấy bà thanh hồn ma của bà thanh hiện lên người cũng máu me không ha tớ yêu cậu lắm yêu đến chết đi được khi đó thì huy sợ quá bỏ chạy một mạch luôn các bạn cắm đầu cắm cổ chạy chạy mãi chạy mãi chạy mãi ngày hôm đó là huy sợ chạy đến độ mệt bỡ cả hơi tai tuy nhiên huy vẫn không thể nào dừng lại cái việc đi qua những cái ngã tư và giúp cho những người khác không bởi vì ngày hôm đó bị hù như vậy mà huy dừng lại huy vẫn mỗi ngày vẫn tiếp tục cái công việc của huy cho dù có bị hù đi nữa thì huy vẫn làm à, và tới ngày hôm đó khi mà đi về á my cũng có chạy tới gặp huy để nói chuyện à, mi nói với huy á, là mi biết những gì mà huy làm là muốn tốt cho những người khác tuy nhiên huy cũng phải giữ gìn sức khỏe bởi vì cảm thấy giống như là huy đang bị ám ảnh về cái việc đó vậy đó nếu mà cứ làm như vậy thì sẽ có một ngày nào đó huy sẽ đánh mất đi chính mình á nó giống như là muốn khuyên như vậy nhưng mà huy thì lại trốn tránh mi nói được đôi ba câu thì huy chạy đi lúc mà huy chạy đi được một đoạn á huy thấy ở cái ngã tư có bóng người đi phớt qua và đó là một cái người thanh niên rất là cao Huy liền nhận ra chắc chắn đó là Mỹ Nam ngã tư. Thế là Huy mới vội vã dí theo chạy ra tới ngoài đường á thì thấy mất hút mất dạng cái bóng người kia rồi. Và cái chàng trai kia á, đi cũng biết là Huy đang dí theo mình. À, nhưng mà dí làm sao mà dí được Khi thấy Huy đang quán quàng chạy theo mình á, Thì anh ta chỉ nhếch mép cười một cái Và bước đi một bước là liền biến mất vào trong màn sương Khi mà Huy chạy tới Không thấy anh ta, không bắt được anh ta Khi mà Huy để cho Mỹ Nam ngã tư vụt mất Không bắt lại được, Huy rất là tức Khi mà định tâm lại nhìn xung quanh Thì giật mình phát hiện ra mình đang đứng ở cái ngã tư nơi đã xảy ra tai nạn 8 năm về trước cái cô kia đã chết ở ngay cái ngã tư đó đó là cái ngã tư duy nhất mà Huy không đi tới bởi vì Huy rất là sợ cái ngã tư đó sợ những cái ký ức ngày xưa lại ùa về thì khi này Huy lại cũng không biết là tại sao mình lại chạy tới đây luôn á rồi Huy đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy tổng 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 Huy quay ra đằng sau nhìn thì thấy cô đó người đã chết 8 năm về trước hiện lên và đang đứng ở góc cái ngã tư đó trên người máu không mắt trắng bệt da dễ hóp vô xanh sao tóc thì dài bựng cái đầm màu trắng quện với cái màu máu nữa nhìn thấy ghê lắm các bạn cái này huy vừa sợ lại vừa cảm thấy mặc cảm tội lỗi huy mới rung rung huy mới nói là cô cô cháu cháu giống như là muốn xin lỗi nhưng mà không có nói thành lời á thì thấy cô đó từ từ giơ tay lên nó giơ tay lên gì sẽ ra chỉ như là cô chỉ qua vậy nè, chỉ vậy nè, Huy mới nhìn theo hướng của cô chỉ thì cô chỉ qua một cái góc, à, một cái ngã tư cái một cái ngã để chạy đi á, thì Huy mới suy nghĩ là chắc là cổ đang muốn mình đi theo cái hướng đó, Huy mới vội vã chạy đi cái hướng đó, thì lúc này vừa hay á, My đang đứng ở ngay cái ngã tư, tại vì hồi nãy nói chuyện với Huy, sau đó thì Huy bỏ chạy đi mất tiêu, thì My trên đường về, tự nhiên đi tới cái ngã tư đó, My lại đứng khựng lại và My nghe thấy tiếng bước chân từ xa bước lại. Và nhìn từ xa thì My cũng biết đó là Mỹ Nam Ngã Tư Nhưng mà My đâu có muốn hỏi chuyện gì đâu Bởi vì My đâu phải tới đó để làm gì Nhưng mà thực ra nói là không muốn vậy thôi Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng của My My vẫn rất muốn biết làm giữa mình Và Huy liệu có kết quả gì hay không Thành ra My cứ luôn tự nhủ với mình là mình tới đây không phải là để gặp Mỹ Nam ngã tư Mình tới đây không phải là để bói ngã tư Mình tới đây là không phải để tiên đoán tình duyên Mình tới đây là không phải để tiên đoán tình duyên Thì dường như giống như là có một cái gì đó từ cái người của Mỹ Nam Ngã Tư đó phát ra khiến cho người khác phải thôi thúc muốn hỏi anh ta để cho nhận lại được một cái câu trả lời phủ phàng nhưng mà người ta vẫn phải hỏi khi mà tiếng bước chân của anh ta càng ngày càng tới gần thì mi rất là muốn hỏi rồi muốn bật ra câu hỏi để hỏi anh ta về chuyện tình duyên của mình về chuyện của mình về huy như thế nào thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai của mi My. My mới giật mình quay lại thì nhìn thấy huy mi mới hỏi huy là ủa tại sao lại biết mi ở đây mà chạy tới đây huy nói là có người chỉ cho Huy là cái hồn ma của cô hồi nãy chỉ á các bạn Sau đó thì My mới nói với Huy là hồi nãy My vừa mới thấy Mỹ Nam đường phố đi ngang qua Huy mới vội vã chạy theo hướng mà My chỉ, chạy ra thì không thấy gì hết khi mà vừa chạy ra nguyên con hiểm đó là sương mù tan hết trơn luôn không có một cái miếng sương mù lại luôn á sương mù ở đó tan nhanh một cách thất thường bình thường là sương mù từ từ tan còn này hả tự nhiên bay ra một cái là ánh nắng chói chang luôn các bạn là dường như là chỗ đó chưa từng có sương mù vậy đó và đó là kết thúc câu chuyện về Mỹ Nam Ngã Tư Thì nó hơi kết luận ha Nó không không cho mình cái kết quả gì hết Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ và phân tích cái câu chuyện này À... Với nhân vật Mỹ Nam Ngã Tư rõ ràng mình biết là có một truyền thuyết đô thị và anh ta có thật. Anh ta rất đẹp trai và chúng ta không thể nào phủ nhận về cái vẻ đẹp trai của anh ta. Rất đẹp trai, rất lạnh lùng, rất hot boy và rất là bad boy. Khi mà gặp cô nào, cô hỏi thì cũng trả lời là không được. Chơi hơi kỳ nha. Nhưng mà cũng có thể là anh trả lời thẳng thắn À, là nhầm mấy cái cô nào mà xui gặp ảnh thì ảnh cũng có thể nhìn ra là tương lai của mấy cô với lại tình yêu của mấy cô cũng trả ra gì đâu hỏi tôi thì tôi cũng trả lời câu đó thôi giống vậy cũng có thể là ảnh tiên đoán thiệt nhưng mà do mấy cô kia mong manh dễ bể quá không có tiếp nhận được sự thật phủ phàng thành ra đã tự tử chết à, cũng giống như thanh ảnh đâu có nói gì trực diện đâu nhưng mà lại khiến cho thanh giống như là bị ám ảnh về cái vấn đề tình cảm và cứ theo đuổi cái vấn đề tình cảm đó cho tới cuối cùng thì bị nó nuốt chửng và chọn cái chết để kết liễu cuộc đời mình À, và quay trở lại Mỹ Nam Ngã Tư, mình không biết anh ta có ở đó từ lúc nào. Có thể là có trước khi mà cái sự việc đau thương 8 năm về trước xảy ra. Rất có thể là cô đó cũng nghe đồn về bói Ngã Tư, có sẽ có chàng trai đẹp trai xuất hiện ở Ngã Tư và đưa ra lời tiên đoán về tình duyên thành ra cổ đứng đó cổ đợi nhưng mà cổ lại không gặp được cái chàng trai đó mà cổ lại gặp được huy khi mà còn bé cho nên cổ hỏi huy luôn và xảy ra những cái sự việc đau thương đã diễn ra cũng có thể là sau khi mà cái sự việc đó xảy ra thì mới có Mỹ Nam Ngã Tư xuất hiện. Thì mình không biết, mình chỉ có thể đoán thôi. Nhưng mà mình biết chắc một điều là hồn ma của cô ấy không oán hận gì Huy cả. Qua cái việc là khi mà cổ hiện lên cho Huy thấy, á, cổ không trách móc, cổ không hù dọa. Khi mà bà Thanh bà hiện lên, á, bà còn nhào tới túm Huy nữa các bạn. Cố túm Huy và kêu là tớ yêu cậu, tớ yêu cậu muốn chết đi được, tớ yêu cậu, oh, tớ chết rồi còn gì nữa, tớ yêu cậu lắm. Nhưng mà cô này cô hiện lên cô không nói gì hết, không án trách gì hết và còn chỉ hướng nữa, chỉ đường để cho Huy chạy tới cứu Mi thì là do cô biết là Mỹ Nam đường phố nguy hiểm và cô biết là My đang gặp nguy hiểm đó nếu mà Huy không chạy tới kịp á thì chắc là My sẽ bị thôi thúc và hỏi Mỹ Nam đường phố sau đó thì kết cục của My cũng sẽ giống như những cô gái đáng thương khác. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại liệu Mỹ Nam đường phố có thực sự đáng sợ và có nhiều ma lực tính mức độ như vậy hay không hay là anh ta chỉ đơn thuần là đưa ra những cái câu trả lời vu vơ mà thôi? Còn bản chất á, là con người của mình đã có những cái sự Kìm nén rồi giống như là Thanh. Thanh đã rất là đè nén tình cảm của mình Mỗi một ngày gặp Huy Rất là thích Huy, rất là thương Huy Nhưng vẫn ráng đè nén cái tình cảm đó Là tình cảm đơn phương thôi Và luôn luôn nghĩ là mình phải vì bạn mình Bởi vì bạn mình thích Huy Cho nên mình không được thích Huy Cho tới khi, tại vì giống như là một Người ta nói là một cái giọt nước tràn ly á, và cần có một cái gì đó thôi thúc thôi nhẹ thôi đẩy nhẹ một cái thôi là sẽ bị sa ngã liền giống như là thanh luôn luôn chờ đợi một người nào đó sẽ chỉ cho mình cần phải làm gì thanh biết là mình phải làm điều đó thanh biết là mình nên chạy theo con tim của mình mình nên tỏ tình với huy nhưng thanh cố kìm nén lại bởi vì thanh không có bất cứ một cái cớ nào để làm điều đó cho đến khi có người nói với cô là cô tại sao không lo chuyện tình yêu của mình đi lo cho người ta làm cái gì khi đó cứ ngỡ như là ma lực của mỹ nam ngã tư khiến cho thanh trở thành một cái con người như vậy nhưng thực chất rất có thể Thanh vốn là như vậy nhưng mà Thanh đè nén cho tới khi mà không còn đè nén được nữa thì nó bùng phát và khi nó đã bùng phát thì nó còn dữ dội hơn bao giờ hết và đối với những cô gái khác cũng vậy và rõ ràng là 10 người tới gặp Mỹ Nam Ngã Tư thì không phải là 10 người đều tự tử mà rất là hiếm bởi vì mỗi một lần xảy ra vụ án là chấn động cả một thị trấn mà nhưng mà những cái vụ án đó đếm trên đầu ngón tay thôi không có nhiều còn cái con số mà người ta tới gặp mỹ nam đường phố để mà hỏi chuyện mỹ nam ngã tư chứ để mà hỏi chuyện rất rất là nhiều vì vậy có thể cho thấy được những cái chết kia không phải là do ma lực của mỹ nam ngã tư gây ra mà là do những cái tâm lý của những cái người đó và những cái cách mà họ đối xử đối diện với lại những cái chuyện đau thương những cái chuyện mà tình cảm của họ chứ không thể nào đổ lỗi hết cho mỹ nam ngã tư được không phải là do là bắp mê trai và bắp binh ảnh đâu nha các bạn thế thế ảnh đâu làm gì người ta đâu khi mà mình phân tích thì mình thấy ảnh vô tội đó các bạn như phải là bắp đang tẩy trắng cho ảnh đâu <laughs> dùng ô mô tẩy trắng và phải nói là một nhân vật vừa đẹp trai vừa lạnh lùng vừa huyền bí lại vừa biết quan tâm chăm sóc người khác nguyên nhân mà bắp nói là biết quan tâm chăm sóc người khác thì khi mà gặp thanh liền phán cho một câu là thay vì lo chuyện người khác thì tại sao không lo chuyện của mình ờ à, cũng là một lời khuyên rất là hữu ích chứ đúng không quá đúng đi còn gì nữa Ừ. Các bạn còn nhớ xôi chi không Xôi chi mà bắp hay gọi là xôi chiên xôi chiên á Bác nghĩ tới mà có một ngày nào đó Xôi chiên và Mỹ Nam ngã tư gặp nhau Thì chuyện gì sẽ xảy ra Một người siêu lạnh lùng Siêu đẹp Quá hoàng mỹ Và một người thì siêu lầy Siêu nhây Siêu bựa Wow một cặp đôi hoàn hảo đó nha quay trở lại về câu chuyện mỹ nam ngã tư như vậy là bộ phim kết thúc lửng ở đó chúng ta không biết là liệu sau này mỹ nam ngã tư có còn xuất hiện hay không và mình cũng không biết là huy có vượt qua được cái nỗi đau đó hay không bóc nghĩ là được thông qua cái tình tiết đó là huy thấy cái hùng ma cô kia chỉ đường thì bóc nghĩ là sau này huy sẽ ngộ ra rằng cô ta không trách mình và lúc đó mình còn rất là nhỏ và những gì mà mình có thể làm lúc đó là nói như vậy và cho dù thời gian có quay ngược trở lại thì đó là một cái đứa trẻ nó không có hiểu chuyện thì nó sẽ trả lời như vậy thôi và việc mà người ta chọn cách kết thúc cuộc đời của họ không phải bởi vì câu nói của Huy mà là bởi vì những cái sự việc trước đó đã xảy ra rồi và cái câu nói của Huy chỉ là một cái cớ mà người ta mượn để người ta làm cái điều đó thôi thực chất thì Huy không hề có lỗi trong chuyện đó hy vọng là Huy nhận ra điều đó và Huy và My có thể nói chuyện với nhau và sau đó thì họ có thể tỏ tình và đến với nhau à, mặc dù là bộ phim kết luận ở ngay cái đoạn là Huy và My chạy ra và không thấy à, mỹ nam ngã tư ở đâu hết và sau đó thì sương mù tan biến thì kết thúc ở đó khi mà sương mù tan hết thì chắc chắn lúc đó có ánh sáng mặt trời lên thì sương mù nó mới tan thì cũng có thể là tương lai của huy và my cũng sáng giống như là cái khu phố lúc đó vậy mặt trời chiếu sáng sương mù tan và về mỹ nam ngã tư anh ta là ai anh ta xuất hiện từ bao giờ và liệu là anh ta có thực sự có ma lực khiến cho người khác phải chết vì tình yêu hay không tất cả mãi là một điều bí ẩn Bí ẩn như anh ta vậy Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi Và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế